cái ni lông ở trên này còn chưa lột nè, không, ni lông ở đây lột ra một phát là mới tinh nè. Vào xe còn mùi da mới luôn anh chị, cái da này rất là căng đẹp luôn. Điều chỉnh giảm 17 triệu cho anh chị nha. Hello, xin chào quý anh chị quay trở lại với kênh của chúng nha. Kính chúc quý anh chị có một ngày bình an, vui vẻ và làm việc năng suất hiệu quả nha. Hôm nay em về thêm cho anh chị một chiếc xe 5 chỗ gầm cao đến từ thương hiệu Toyota của Nhật Bản, rất là bền bỉ và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đây là Toyota Cross bản G, máy 1.8, hộp số CVT, sản xuất 2021. Xe này mới lăn bánh chỉ có 28.000 km thôi anh chị. 28.000 km còn rất mới. Xe này mang Nissan màu đen ha, nhìn nó khá là cứng cáp, lịch lãm. Nhưng mà có điều thì nó sẽ hơi dơ nha chị. Màu đen là một trong những màu mà dơ nhất của xe hơi á. Xe này mang biển số 61 Bình Dương. Bên công ty em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh chị ha. Về anh chị đóng thuế 2% là ra tên rồi. Và hôm nay anh chị ở Sài Gòn thì sang tên xe cũ á, nó sẽ không còn tốn 20 triệu tiền biển số như ngày trước nữa nha anh chị. Bây giờ anh chị mua xe mới nó mới tốn thôi. Xe cũ thì sang tên 2% cả nước như nhau rồi, không chỗ nào khác chỗ nào hết. Đây 28.000 cây số nè chị. Xe này lúc bên em mua nó chỉ có 27.000 thôi. Về đây chạy về đây thì nó mới lên 28.000. Có đèn tự động nè, đèn vô lăng trợ lực điện nè. Anh chị nhìn những cái chi tiết vô lăng còn rất là mới nè. Rờ nó còn độ nhám của xe mới luôn á. Có cruise control, có đèn tự động. Những cái nút bấm ở trên này là có điện thoại đánh tay rồi đầy đủ hết. Màn hình có cam da và điều đặc biệt nè chị. Cái ni lông ở trên này còn chưa lột nè. Không, ni lông ở đây lột ra một phát là mới tinh nè. Xe xài Smarty ha, để nổ. Ở đây là những chi tiết ở đây rất là mới. Anh chị nhìn ghế nè. Cái xe này vào xe còn mùi da mới luôn anh chị. Cái da này rất là căng đẹp luôn. Cái da này thì nó hơi cứng. Hơi cứng thì nó sẽ bền. Nhưng mà ngồi nó cũng không có sướng lắm ha. Cái tép ghế thì nó ôm lưng. Đó, tép ghế ôm lưng, có lót sàn hết rồi. Những chi tiết bệ bước rồi cánh cửa là ốp hết rồi anh chị. Chủ xe này kỹ lắm, sợ trầy. Rồi những phía sau cái cốp rồi ốp hết rồi. Xíu em sẽ cho anh chị xem ha. Đây xe này giá bán nè anh chị. Lúc mới về thì công ty chào giá là 686 triệu. Nhưng mà để bữa giờ phải hơn tháng rồi nên công ty sẽ điều chỉnh giá. Còn 669 triệu nha anh chị. Điều chỉnh giảm 17 triệu cho anh chị nha. Đó, vậy cho nó nhanh kết nối với anh chị yêu em này. 669 triệu công ty sẽ hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh chị ha. Xe này bản G nhưng mà vẫn có ghế điện nha anh chị. Này phía sau nè. Nói chung ngồi cũng đủ size thôi, không quá rộng rãi nhưng mà tương đối ha. Phía sau là có cửa gió nè. Ghế thì quá mới rồi. Phía sau là ba cái tựa đầu cho ba người ngồi phía sau. Xe này xe 5 chỗ nha anh chị. Nè, tựa đế tay. Trần đã được bọc trần 5D rồi, trần 6D luôn chứ. Đó, có nhiều người thích cái trần này, có nhiều người thì không thích, chẳng biết sao. Nhưng mà vẫn thay được nha anh chị, vẫn thay được. Xe này trang bị tới 7 túi khí an toàn. Nói chung những cái thời gian gần đây thì xe Toyota rất chú trọng về cái độ an toàn cho khách hàng ha. Xe này có cả miếng trước cả miếng sau luôn anh chị. Bản G này là bản thấp nhất nhưng mà vẫn có trang bị những cái chi tiết đó. Cảm biến nè. Những chi tiết mạ rôm ở đây nè, nhìn nó sáng cái xe đó anh chị. Những chi tiết ở đây là ốp thêm sáng lắm. Corolla Cross máy 1.8G, phía sau là có cảm biến, có cam lùi đầy đủ ha. Đây là cốp xe nè anh chị. Cốp này thì cũng tương đối, không quá rộng cũng không quá nhỏ, nhưng mà để cho cỡ được ba cái vali á. Ba cái vali. Đồ nghề phía trong nè. À, cái ghế này có thể điều chỉnh được độ ngã nè anh chị. Ồ, cái này hay nè. Đó, ai muốn ngồi đứng hơn thì điều chỉnh nè. Đó, gạt cái cần này. Đó. Thoải mái ha. Ốc áp là nguyên zin hết anh chị. Chất lượng pháp lý thì công ty sẽ cam kết cho anh chị ha. Không cấn đụng, không ngập nước, hồ sơ pháp lý rõ ràng, đủ điều kiện sang tên. Và xe này bên công ty em vẫn làm ngân hàng được cho anh chị nha. Ngân hàng hỗ trợ được tối đa 70% giá trị xe. Xe này anh chị trả trước đâu đó khoảng 230 giờ đó là có thể nhận xe rồi. Còn phần còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho anh chị vay ha. Đây anh ấy đi một vòng bên này cho anh chị xem nước sơn bên này nè anh ấy. Xe này nước sơn zin còn nhiều lắm anh chị. Đây, vỏ nè, vỏ xe nè, vỏ Bridgestone ha. Đây, vỏ còn dày lắm. Đây, vỏ theo xe nè. Nói chung 28.000 cây số thì vỏ nó mới được chưa được một nửa đó anh chị. Vỏ còn dày lắm. Gầm bệ sáng tưng. À, phía dưới là có bệ bước luôn ha. Nè, một chiếc xe 5 chỗ gầm cao thì gầm cũng không cao lắm thôi nhưng mà có trang bị bệ bước luôn. Đó. Phía trước này là đèn bi, có cảm biến luôn nè. Đó, để quay sát cho anh chị xem chi tiết đèn này đấy. Đó. Sơn zin còn nhiều, chất thì bảo dưỡng đầy đủ hết, máy móc rồi em ru. Đó, rồi Cross bản G 2021 lăn bánh được 28.000 cây số, chất lượng pháp lý thì công ty sẽ cam kết cho anh chị ha.
669 triệu. Anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nha. Rồi, cảm ơn chị xem video nha. Bye bye.